Xét xử vụ án Nguyễn Văn Hóa phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 1 năm 2015, Nguyễn Văn Hóa đã lập Facebook, sử dụng blog để chia sẻ, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động, bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng. Mục đích nhằm kích động người dân tụ tập biểu tình sau sự cố môi trường biển và tình hình lũ lụt trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Hóa đã nhận được sự hỗ trợ cung cấp về tài chính từ các cá nhân cực đoan, tổ chức phản động trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Tại phiên tòa, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hội đồng xét xử đã tuyên phạt. Bị cáo được trình bày, được nói lời sau cùng để đạt những cái nguyện vọng chính đáng cho bị cáo, để hội đồng xét xử vào phòng nghị án cân nhắc kỹ lưỡng lên một mức án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo trình bày. Thưa hội đồng xét xử cũng như đại diện viện kiểm sát, từ khi ngay bị cáo ra đầu thú tới nay thì trong quá trình tạm giam để phục vụ điều tra thì do thời gian đâu bị cáo chưa nhận thức đến được cái vấn đề của mình, thế nên là có những lời nói cùng những người cùng phòng là như vậy là sai. Thế nên là sau khi thời gian tạm giam để điều tra, phục vụ điều tra thì vụ án thì được cán bộ điều tra cũng như là cán bộ quản giám như là các ban lãnh đạo trại tạm giam tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ và động viên để giáo dục cảm hóa bị cáo. Thế nên bị cáo đã nhận thức được cái hành vi mình đã trái với quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thể an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như cả nước nói chung. Mong đây thì bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, hợp tác tốt cũng như là tạo điều kiện hết sức hợp tác với cơ quan, cũng như là để mong là nhận được sự khoan hồng của pháp luật, bởi vì là bị cáo còn rất trẻ, quá trình bồng bột cũng do trình độ thấp, thế nên là bị dụ dỗ lôi kéo. Nhân qua đây bị cáo muốn gửi gắm tới toàn thể nhân dân là được với một chút lời trước mặt mà làm đi cái sự mất đi bản thân mình, mất đi cái sự nhận cái con người chỉ vì một đồng tiền theo dụ dỗ để chống đối đất nước. Thì nhân qua phiên tòa này bị cáo muốn gửi lời cảm ơn gửi tới cơ quan án điều tra cũng như là ban lãnh đạo tại tạm giam đã tạo điều kiện trong thời gian qua là bị cáo được tạm giam đó trong đó để phục vụ điều tra, thì đã tạo mọi điều kiện hiện trường như là tận tình giúp đỡ bị cáo những lúc thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Thì mong sau cũng là bị cáo muốn gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân cũng là chính quyền, vì là làm quá trình tạm giam cũng là tốn một số ngân sách để chi bị cáo tốn ở trong đó. Thì rất mong là bị cáo có được một mức án hợp tình hợp lý, hợp tình đạt để đúng pháp luật, để sớm trở về gia đình những xã hội để hoàn thiện lại bản thân, bởi vì những đã phải trả lại những gì bị cáo đã làm sai trong thời gian qua. Hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Bị cáo Nguyễn Văn Hóa phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù. Sau khi bản án được tuyên, những người theo dõi phiên tòa đều đồng tình với quyết định của hội đồng xét xử. 7 năm tù giam và 3 năm quản chế là bản án nghiêm khắc đối với một đối tượng tuyên truyền chống đối nhà nước, đi ngược với quyền lợi của dân tộc, của nhân dân. Bị cáo này cũng đã nhận tội và thực sự là biết sai lầm và cũng ăn năn hối cải. Nhưng mà với cái pháp luật ta cũng phải trừng trị cho nghiêm, chứ không thể nhẹ với những đối tượng này để răn đe những đối tượng khác. Tôi hôm nay thì tôi thấy là đã đúng người đúng tội, nhưng cũng là vừa là có cái tính là răn đe và cũng là xử với một hình thức như thế là cũng là tạo điều kiện cho những cái giới trẻ tuy phạm tội nhưng họ đã biết cái lầm lỗi trong con đường của mình để sớm họ trở về là trở thành người dân lương thiện. Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng tôn giáo, lợi dụng lòng tin của một bộ phận người dân để tuyên truyền kích động, xúi dục một số người dân gây rối, tụ tập đông người, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, một số đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Theo tôi thì đồng bào giáo dân cũng như bà con ở bên lương đều là một người dân Việt Nam, đều phải có một trách nhiệm chấp hành tốt các đường lối chủ trương pháp luật của Đảng và Nhà nước và chấp hành đầy đủ các cái quy ước hướng ước của thôn bản. Bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dành cho Nguyễn Văn Hóa là nghiêm khắc và cần thiết. Bản án này cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai ảo tưởng
và đang cố tình chống đối, đi ngược với đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đi ngược với lợi ích của dân tộc, lợi ích nhân dân. Liên quan đến vụ án còn có linh mục Trần Đình Lai, quản sứ giáo xứ Đông Yên, thị xã Kỳ Anh. Hành vi của linh mục có liên quan đến hoạt động phạm tội của Nguyễn Văn Hóa, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ.